Xin chào cả nhà Phú Thọ mãi đỉnh cả nhà ơi. Em ký cần cây đẹp. Cây đẹp là vẫn tiếp tục nhập nha cả nhà. Cây đẹp nha. Đây, chỉ cần đây. Thân to, xanh, mướt, đanh. Về nhà là cắt hạ giống, hạ cây, làm giống, làm cây nha cả nhà. Như thế này là ok rồi. Phú Thọ mãi đỉnh. Rồi mời cả nhà nha. Đoàn anh em Giáp Tý đã đến Hà Nội rồi cả nhà ơi. Đây. Đây. Xin chào mọi người. Đó anh em đây. Đây mới một nửa đoàn, nó còn một nửa đoàn đang mắc kẹt đằng sau nữa. Chào 5 người đang xem nha, chào tất cả mọi người. Mình đang cầm máy cho Trương Tấn Lợi. À, đoàn Hoa Lan Giáp Tý này tới Hà Nội. Xin chào cả nhà. Xin chúc cả nhà có một buổi tối tốt lành ạ. Hôm nay vừa lan hai bèo chi nhánh Phú Thọ. Giao lưu cùng anh em hội Hoa Lan Nhâm Tuất và hội Hoa Lan Giáp Tý ạ. Công giờ công sao về đi. Vừa gọi. Xong rồi á? Đây là địa điểm vườn lan hai bèo chi nhánh Phú Thọ. Đây là em Nguyễn Đức Anh, giám đốc chi nhánh Hai Bèo Phú Thọ. Hai Bèo chi nhánh ở Phú Thọ. Ngày hôm nay thì thực sự là bản thân em, gia đình em cũng như tất cả anh em của Vườn Hoa Lan chi nhánh Phú Thọ là thực sự là xúc động và gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến hội Hoa Lan Giáp Tý, Hoa Lan Nhâm Tuất cũng như anh em Hoa Lan Phú Thọ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Người thứ hai em xin gửi đến chị là thực ra là trong cái quá trình chuẩn bị thì cái công trình, cái cơ sở vật chất nó chưa hoàn thiện 100%, nên là có bất kể vấn đề gì mà làm các chị không hài lòng thì cho phép em cũng như chị nhóm đang bao lâu Phú Thọ là xin được 2 tỷ đại xá và tất cả anh chị. Bây giờ thứ ba em xin gửi đến các chị là dù Giáng sinh thì vừa qua, năm cũ thì cũng sắp qua, năm mới sắp tới, em xin phép được đại diện cho đoàn Hai Bèo chi nhánh Phú Thọ chúc các anh chị một năm sắp qua, một năm sắp tới thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe. Đã. Và lời cuối cùng em xin gửi đến các anh chị là chúc tất cả các anh chị một buổi lễ, một buổi party thật vui ập cùng. Em xin nhắc được mời anh Năm và anh Sáu của em là anh Trương Công Danh và anh Trương Tân Lợi có đôi điều gửi đến các anh chị ạ. Thì trước tiên thì em chúc cả nhà một buổi giao lưu thật vui vẻ và ý nghĩa. Em tên là Trương Công Danh, cũng xin đại diện cho Vườn Lan Hai Bèo ở Sài Gòn và Vườn Lan Hai Bèo chi nhánh tổ lãnh Phú Thọ. Cái hội yêu Hà Lan của Nhâm Tuất xin chào các chị, tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và xin chào hội Hoa Lan Nhâm Tuất. Có một đêm buổi tiệc thật vui vẻ và ấm áp. Và xin chúc tất cả các mọi người đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay một đêm
thật vui vẻ. Dạ vâng, toàn thể quý vị, chúng ta cùng vừa được nghe những lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Anh là quản lý vườn Nam Hai Ba chi nhánh Phú Thọ, cũng như là ông Trương Công Danh, chủ tịch hội hoa lan Nhâm Tuất, cũng như là ông Trương Tấn Lợi, chủ tịch hội hoa lan Giáp Tý, đã có những đôi lời phát biểu chia sẻ và gửi lời chúc tới toàn thể các anh chị em đã cùng về dự với buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và đến giờ phút này chúng ta cùng ra đầy những ly rượu được không ạ? Vâng ạ, cho phép Phương Liên xin được làm quản ca để cùng hô to cho toàn thể các anh các chị. Vâng ạ. Tập thể các anh các chị ơi, ra rượu chưa? Cảm ơn Kevin Tiến ạ. Vâng ạ, cho phép Phương Liên xin được hô 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3, kết nối chia sẻ được không ạ? Anh em ơi, 2, 3, 2, 3, 1, chia sẻ. Vâng, xin được chúc toàn thể các anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay có rất niềm vui thật là tuyệt vời, hạnh phúc, bình an và an lành. Ê, chào anh em Hai Bèo. Có xin tỏ đâu? Chú tỏ ngồi trên kia à? À, chú tỏ ngồi trên kia. Đây là bạn Thanh Trương cùng anh em Giáp Tý. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem live ạ. Em xin kết thúc live đây ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là tốt lành. Dạ em xin một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà. Em xin kết thúc live đây ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem live. Xin cả nhà thường xuyên tương tác với Vườn Lan Hai Bèo nhé.